Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào anh em nhé. Chúng ta cùng nhau đến với tập tiếp theo trong series Cày Cuốc ATM anh em ạ. Mỗi tội hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Bởi vì là ngày thứ 4 thì mình cắt quay video nữa, do là nó cũng chỉ có mỗi sự kiện là xả vé tinh quái hay chả có gì. À chắc là có một cái là mình lên được cây 11 từ ngày thứ 4 thôi. Hôm nay để xem còn có cái gì hot hơn không anh em nhé. Có tự chọn thì vẫn cứ phải nhận thôi. Siêu hời này. Ôi giời ơi, không biết bao giờ mà mới bước sang ngày thứ 7 đây. Mình là mình thề luôn, nếu như để đánh giá một trong những cái tính năng mà mình thích nhất ở trong này chắc phải là cái auto chuột mất. Vai trưởng ngồi bấm tay khổ vai trưởng anh em ạ. Đấy, ví dụ như thế này, đáng lẽ ra có cái gói auto đây là mình đã đỡ được bao nhiêu rồi. Nói chung là bây giờ mình không nhiều thời gian, cho nên là cái nào mà tiết kiệm được thời gian mà nó không quá đắt ấy thì mình sẽ đầu tư anh em ạ. Ui, đào 4 thì đào 2 1 1 1 toàn 1 là mới phát. 2 2 ôi chào. Biết thế bú luôn từ lúc nãy, đỡ mất lần reset. Bình cũng toàn bình 1 nhỉ. Chán thế. Thôi, tí nữa vậy. Để dành thể lực thôi. Ok nhá, tiên duyên nào. Ai xì bà, hôm nay có thêm 70 đào này. À đấy, để mình xem liệu rằng hôm nay, hôm nay lên được level 155 và mình sẽ độ kiếp được lên hóa thần. À không, luyện hư tiền kỳ. Ôi, được của nó. Tự động chặt cây luôn anh em ơi. Chặt nhanh, chặt nhanh, chặt nhanh. Không lói nhiều, không lói nhiều. Qua thất huyền hôm nay. Ui giời, mình chi với linh thảo à. Mai là có cái thần thông ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thì không ăn thua. Ai thử vận may nào, hôm nay có thêm 3 vé tinh quái nữa khi mà chiêu mộ đủ 25 lượt anh em nhá. Điểm danh ngày. Sao giống trong quà thất huyền đấy nhỉ. Yêu đồ này. Hôm nay mở ra bảng quần hùng rồi, nhưng mà mình cũng chả cần phải vội đâu anh em ơi. Đây, bảng quần hùng đây anh em. Đánh thôi nhỉ. Liên kích. Khiêu chiến thôi. Một vả. May quá, bảng quần hùng nó ra hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ 4. Hôm nay là thứ 4 thì còn nhiều thời gian để cho anh em có thể mua vé. Tích dần đến chủ nhật xong sang thứ 2 là mình sẽ có quà to. Đấy. Ok luôn. Anh em nào mà cày server mới thì lưu ý là cái sự kiện bảng quần hùng này á, nó sẽ diễn ra là cứ hết tuần đúng không? Tức là qua 0:00, tức là chủ nhật nhá, 23:59 là chủ nhật này. Sau đến 0:00 tính là ngày thứ 2 này là nó sẽ gọi là reset bảng quần hùng và được nhận quà. Thì để xếp hạng được quà cao, và đặc biệt là những ai mà lần đầu tiên đạt được những cột mốc kiểu như là top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, 6, 7, 8, 9, top 1 các thứ á, thì mình sẽ có thêm cái phần quà ở đây gọi là quà thành tựu, được rất là nhiều cái phù thiên diễn để chiêu mộ thần thông. Thì anh em phải tích lũy tầm 40 cho đến 50 cái vé này. Đấy, là chúng ta có thể là đánh được lên top 1 nếu như anh em nhanh tay. Anh em hiểu ý mình chứ. Thì để mà cho cái việc mà cái server mới của anh em là suôn sẻ thì anh em phải tính đi, mỗi ngày chúng ta chỉ mua được có 10 vé thôi. Đúng không? Ví dụ như này, mỗi ngày hôm nay mình mua được 10 vé là hết đấy. Thì để mà chủ nhật chúng ta có 40 vé, thế là chủ nhật này, thứ 7, thứ 6 và thứ 5, bắt đầu từ thứ 5 hoặc để cho chắc là 50 vé đi, là anh em mua sẵn từ thứ 4 đi nha. Đấy, từ thứ 4 đi là anh em bắt đầu mua 10 vé, xong tích lũy đến chủ nhật. Múc. Tại sao lại tích lũy đến chủ nhật? Bởi vì là lúc đấy 0:00 ngày thứ 2 bảng xếp hạng nó reset, thì lúc đấy là anh em dễ chơi. Chứ còn đánh ở trong kia, nếu như anh em mà không nạp thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà bú được. So với những anh em mà nạp tiền ở đây, yêu lực tăng hơn, làm sao mà anh em chơi được, đúng không? Đấy, tầm 40 đến 50 vé là sẽ ăn được top 1 của cái sự kiện thành tựu đấy lần đầu nha.
Đấy, mình còn một vé cuối cùng thôi, mình sẽ book luôn này. Ok, tạm thời dừng chân ở 1.300. Anh em thấy không? Server của mình cũng vậy thôi. Làm gì đã có ông nào lên ở top 1 đâu. Đấy, vì hôm nay mới mua được có 10 vé. Thì hôm nay bắt đầu với sự kiện này thì cứ cho là 20 vé. Ông nào đánh sớm thì nó reset thì cứ cho là 25 vé đi. Đấy, 25 vé thì à, cũng chẳng đến 25 vé, 23 vé là cùng. Thì nói chung nó chỉ tầm top 1.000 đấy thôi. Đấy, tích lũy dần nha. Ở server mới của mình thì ngày mai là ngày thứ 6 đúng không? Bước sang ngày thứ 6 thì mở ra tính năng thần thông. Rất chi là ok đấy. Có thêm thần thông là một cái gì đấy cực kỳ khác bọt khi mà chúng ta đi đánh nhau. Pika rất là phi. Hiệu chế độ pháp 3 lần này. Tăng cấp tinh quái 3 lần, dị thú xâm lược chia sẻ 1 lần. Đây, mình là mình sẽ bổ kết những em nào mà phẩm tím hơn, bởi vì có tịnh mình thủy. Giờ mình đang rất cần tịnh mình thủy nha. Xua tan à. Ok, xua tan luôn. Tìm ác linh. Đấy, ngon ngay. Đấy, cứ phẩm tím là phe. Đấy. À, đấy, ok đấy. Xem bảo giới hạn bao nhiêu, 135. Nói chung là mình chả ham hố sự kiện lần này. Tại vì đã xác định là đu top thì các ông phải làm nhiều cơ, thì mình có thể lấy được tinh quái thần thoại tùy chọn đỏ. Còn nếu không thì ngẫu nhiên chả ăn thua. Chính là top 2 đã không ăn thua rồi này. Chính là top 3 là còn ok hơn. Thà lấy bố một em tinh quái cam ở trong này mà mình tùy chọn được còn hơn. Ví dụ như chơi phản công, chọn tam nhãn chân quân các kiểu đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy sẽ yêu, thế nó còn dễ dàng hơn. Đấy, top 4 đến 5 này. Từ top 3 đến top 10 là mình thấy ok. Xong từ 11 đến 20 lại như hạch. Tiếp theo 21 đến 50 thì cũng không ăn thua. Ở đấy, tóm lại là từ 21 trở đi là mình thấy là phế à. Ok à. Đây, từ 101 đến 200. Thế thôi. Ở trong này chọn sơn giã tinh. Thế này xong. Cần đếch gì. Đúng không anh em? Anh em nào có đồng quan điểm với mình thì để lại comment ở bên dưới nhá. Dị thú xâm lược, khiêu chiến yêu vương. Tôi chưa nói hết đào à. Cái này lại phải đi dị thú xâm lược sớm à. Toàn hết. À nhầm, khiêu chiến yêu vương chứ. Luyện hư tiền kỳ này. 100. Để mình tính nha. Bây giờ level 153. Tức là mình sẽ cần 360 đào. Không, ở đây đã là 230 đào rồi. Thì tức là còn 130 đào nữa. Cộng thêm tầm 370 là 400 đào. Đấy, tính toán đơn giản luôn. 200 này. Đấy, 400 này. Với tầm này đào thì mình sẽ có thể là lên được level 155. Rồi, bây giờ mình sẽ vào tiên hữu. Tiên hữu, tiên hữu, tương hữu. Nâng cấp nhỉ? 53. Ôi, có 41 cái đạo thư. Ơ, thay cái đồ gì đấy? Ảo thật đấy. Cú nhỉ. Đấy thì lên luyện hư tiền kỳ thì mình sẽ tiếp tục là đây, đánh cái này trước. Thì khi mình càn quét nó sẽ ok hơn. Ông già. Tiếp tục là nâng cấp free. Đây rồi, có một anh ông già. Không có anh Long nào. Thêm một anh ông già nữa. Ô, vua chi kỳ. Ôi. Đấy, thế là bắt được 3 em ông già anh em ạ. Nuốt thôi. Mình chỉ cần dòng cường hóa sát thương bạo để chơi đoạn đầu thôi, còn không cần phải ra gì nhiều anh em nhá. Cố lên, mắc level 10 là mình sẽ dừng lại này. Nuốt chửng. Ui, cậu mà liên kích vậy. À, bực thực sự anh em ạ. Cú vãi. Ở đây thôi, cái tài pet của mình chỉ giữ lại 3 em. Kỳ lân thì mình đã thả luôn rồi. Đáng lẽ về sau á, về sau nếu như mình thả thì mình sẽ được 100 cái ngựa linh thạch đấy. Nhưng mình kệ bố, mình thả luôn. Lấy tài nguyên nâng cấp nhanh cho mong già. Cộng thêm chỉ số phần trăm đầy cái. Còn dần dần thì sau khi mà 7 ngày kết thúc á, thì mình sẽ bắt đầu là tích lũy cái ngựa linh thạch này để chơi những cái event. Bởi vì
sau khi mà sự kiện server mới kiểu như là tinh quái thần thông nó ổn định rồi thì nó sẽ vào cái guồng. Guồng nó sẽ xuất hiện ra cái luân hồi điện. Luân hồi điện lúc đấy là nó sẽ ra theo thứ tự gì đó, kiểu như là tinh quái này, thần thông này, rồi thì pháp bảo này, với cả cái gì nhà linh thú đấy, nó cứ ra theo mấy thứ tự kiểu như thế thì lúc xả nó sẽ hợp lý hơn. Ok, tiên duyên luôn đi, tiêu chén này, à xì bà, ok này, chọn nhanh luôn đấy, để đấy một tí nữa yêu lực tăng lên thì mình đi một thể. Ba cái vé chiêu mộ tinh quái này, 1 2 không được gì, nâng cấp. Hình như nâng cấp đấy là có nhiệm vụ đấy, đúng rồi, khiêu chiến đấu pháp 3 lần đúng không, đi đánh đấu pháp thử coi. Ai chả mấy ông kia vượt lên nhanh đấy. Rồi mấy ông này ví dụ như chơi chuyển sang chơi là choáng và chơi cả trung tước rồi thì mình sẽ không chơi rồi nha, mặc dù là cùng với điểm yêu lực nhá. Mình sẽ chỉ cho anh em nào mà tân thủ mới một cái mẹo này, đi đánh đấu pháp đỡ bị ấy này. Có thể anh em nhìn thấy yêu lực của ông này là 802 vạn và yêu lực của mình là 849 vạn, nhưng sự khác biệt nó nằm ở em linh thú, anh em hiểu không? Tức là yêu lực tăng nhanh là do cái phần trăm của mình cộng vào được nhiều đấy, anh em hiểu chưa? Thì cái thuộc tính cơ bản này này, cái thuộc tính cơ bản là cái thuộc tính này của mình nó sẽ tăng lên một chút thì yêu lực nó cũng tăng lên. Tuy nhiên anh em nhìn thấy linh thú của cái ông đấy là chơi em chu tước đúng không, chơi em chu tước, tức là cái phần trăm của nó cộng vào đây này, búp thuộc tính chỉ có 28% thôi mà ông này đã đạt được cái yêu lực gần bằng mình rồi. Thế anh em hiểu rằng là gì, thì tức là cái chỉ số cơ bản của ông đấy, trang bị level của ông đấy là nó phải cao hơn mình là chắc chắn luôn. Đấy nhá, để mình xem đúng không nhá, chắc chắn là ông này trang bị level đấy, anh em thấy không, level tận 160 rồi mà không, level cao nhất của ông đấy là 168 thì tức là ít nhất ông đấy phải level 166 rồi đấy, anh em hiểu chưa? Và nguyên ở trang bị đấy thôi mà yêu lực của ông đấy đã tăng lên như thế thì chắc chắn mình đánh là thua chổng võ luôn. Đặc biệt là ông đấy lại xài con pet đỏ nữa, con này cũng căng, và thêm vào đấy lại có một cái dấu hiệu nữa đây, là cái phần build chỉ số cao nhất của ông đấy là choáng đúng không? Chắc chắn ông đấy chơi choáng thì mình chơi chu tước rồi, là lên 103% đấy, anh em nhìn thấy này, những cái món trang bị của mình ở đây thì liên kích với cả bạo kích các kiểu cộng vào ấy, một cái là 50%, cái là 63%, mình không thể nào mà ăn được đâu. Thế nhá, thì bây giờ mình bắt buộc là mình phải làm mới này đấy, ví dụ như ra những ông nào tầm 630 vạn này. Nhưng mà ông này lại chơi thanh long mà lại có cường hóa linh thú nhé, thì anh em cũng lại hết sức lưu ý đấy, ví dụ như ông này này cũng là thanh long nhưng mà cường hóa linh thú chỉ có tím thôi đúng không, thì đánh ông này tỷ lệ thắng sẽ cao hơn này đấy. Mình sẽ đánh cả hai ông để cho anh em xem thử nhá. À quên mất, đấy lại còn chưa xem chỉ số của ông đấy là bi vào né nữa, đáng lẽ ra phải cầm cái kháng né nữa anh em ạ. Rồi ok, ok đấy, ok thắng này. Ông tiếp lúc nãy là cái gì nhỉ, à đây ông này này, ông này đánh là ông này chơi cái gì, ông này chơi choáng đúng không, choáng thì mình cầm một kháng choáng đấy, giờ đi đánh là sẽ dễ hơn này, ông này nhìn đánh dễ hơn nhiều nha anh em đấy, anh em thấy không? Ai xả, cũng có né à? Cũng có né à? Đấy, thắng luôn. Đấy là một cái cách mà cho chúng ta đi PK ở giai đoạn đầu dành cho những anh em nào tân thủ á, thì lưu ý cái phần đấy, đi cho nó dễ, chứ không cứ cắm mặt vào đánh bụp là thua đấy anh em ạ. Nha, tiếp theo này. Ồ, anh em thấy chưa, mình level 154 rồi này, 140 đào nữa thôi này là mình hoàn toàn có thể lên được level 155 và độ kiếp. Yes, yes. Anh em tân thủ lại lưu ý, chơi ong già thì chúng ta xác định là ví dụ như 800 vạn yêu lực chẳng hạn thì chỉ đánh những ông nào tầm 600, hơn 600
Đấy, là cái tỷ lệ thắng của anh em sẽ chắc cốt. Xác định chơi ong già là để lấy yêu lực mà. Nhưng mà các nhiều anh em sẽ bảo thích tại sao không chơi ứng long để lấy cái yêu lực thấp và có thể đi đánh PK được. Nhưng mà có một cái là khi mà chúng ta đi dị thú xâm lược, chúng ta lại rất cần cái bạo kích. Anh em hiểu ý mình không? Còn đâu thì ứng long thì lại, nếu như anh em mà không nạp, thực sự không nạp cái chay hoặc là cái cuốc nông dân á, khó lấy được ít lắm, mà lại còn ra được cái dòng cường hóa linh thú với cả cường hóa sát thương bạo để đi boss dị thú xâm lược nữa thì nó còn lâu nó mới ra ấy. Thế thành ra là để có thêm được 40% sát thương bạo đấy thì chỉ có lấy em ông già cho nó dễ thôi. Với cả em ông già là đánh mỗi một turn đánh một hiệp, thì khi mà chúng ta đi chơi cái liên bạo nó sẽ hợp lý hơn với cả bộ thần không. Thế thôi, đơn giản là như vậy. Ai à? Ôi thôi chết rồi. Ôi mình quên. Còn một cái nữa mình quên, đó chính là mình chưa đổi cái bộ tinh quái để mình đi PK. Đây, đi PK thì mình dùng bộ này này. Ơ mà server này nhá, mình chả hiểu sao ông phù tang ông ấy ám ghê á. Lên được level 4 này anh em này. Đấy, thêm đúng một ông phù tang nữa là mình lên được level 5 luôn, skill lên gọi là level 2. Cái này ảo mà Canada này. Ơ thiếu, mình quên đấy, mình chưa tính cái khoảng cách là phải đủ 3000 điểm XP thì mới độ kiếp phân nữa. Thế này thì phải càn quét thêm 2 lần nữa à? 1 2 Đó. Sắp độ kiếp rồi. Ô quỹ tu vi, cái quỹ này thì sau khi mà mình hết ở đây nó lại ra một cái quỹ mới đấy. Anh em yên tâm, anh em nào mà vô top nào phải không lo hết quỹ đâu, nhiều quỹ lắm. Phúc địa reset phát này. Đấy, có đào 5 này là ngon này. Ui bình 4 bình 3 luôn này, xịn xò con bò đấy. Phát reset đáng đồng tiền bát gạo đấy. Tiếp tục. Ôi ui các ông đây mãi mới được cái đào 3 này. Saka play tục tiếp hết. Ui đào 4 này xịn, quá xịn quá xịn. Rồi giờ mình sẽ thử thách là đi mạo hiểm xem là được hay chưa nha. Ui đau này. À con này đeo phản công à, mình phải đeo cái kháng phản công thôi. Nhưng mà về cái lượng sát thương này là mình chưa đủ rồi anh em ạ. Ui 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 rồi. Đeo cái này. Ê ui cứu cứu quá. Lại nha, xem được chưa này. Mình để ý nếu như mà vẫn còn phản công thì mình sẽ đeo thêm cái em vào trận phát. Nó giảm 28% tất cả những cái thuộc tính. À đeo kháng phản công là thấy ổn áp hơn này anh em này. Nhưng mà nó vẫn phản. Ê à, cố lên đủ không? Ui thốn này. Hai xì bà đây này. Hắc kỳ lân này. À đâu, không có kháng phản công à. Cái này chỉ có kháng bạo, kháng liên kích, kháng choáng. Ừ giấy. Thế thôi, thì mình sẽ chặt cây thêm lúc nữa. Độ kiếp lên là ok đấy. 2.000 rồi, 3.700 thì mình sẽ độ kiếp được. Tiên hữu, quên mất chưa đi du ngoạn. Lên luyện hư tiền kỳ. Đúng không nhỉ? Đấy, là mình sẽ mở được tính năng là X10 này. Đi nó sẽ đỡ mệt hơn. Thay vì phải ấn 14 lần thì mình chỉ việc ấn 2 lần thôi. Rồi. Rồi. Úi xài. Được nhà. Ôi xài ơi, ngon luôn. Ok. Lại hút máu. Ủa. À nó có kháng né nên là nó ra. Nó đến kháng mới nhớ. Mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho anh em cái quả cài đặt tự động ở trong này nhá. Thì hiện tại ở giai đoạn đầu á thì anh em có thể cài đặt auto như thế này nhá. Dừng yêu lực khi trang bị tăng. Lúc đầu thì mình sẽ ưu tiên vào liên kích hơn là bạo kích.
Đó, anh em hiểu chưa? À này, hoặc là nó xuất hiện một cái trang bị liên kích. Khi nào mà liên kích của anh em đủ tầm 100% rồi để đi đánh boss dị thú xâm lược thì hãng nói nhá. Đấy là giai đoạn đầu nha, trong mấy ngày đầu. Còn bây giờ mình mới có năm mấy phần trăm mà, nên là vẫn cứ liên kích sau. Thì sau này mình sẽ cho vào đây là bạo kích nữa, liên kích hoặc là bạo kích. Nhưng mà ở server mình ở giai đoạn đầu á, là có rất nhiều ông là chơi né. Đấy, mà liên kích đánh được nhiều mà nó né hết thì nó lại hồi máu. Càng đánh nhiều mà nó càng né, nó càng hồi máu, càng khó thắng. Thế cho nên là mình sẽ ra thêm một cái thuộc tính ở đây là hoặc là kháng né, hoặc là có một cái món trang bị gì đó mà mình thấy nó yêu lực nó tăng lên và nó có kháng né thì mình sẽ lấy thêm vào đấy. Đấy, anh em hiểu ý mình chứ. Thế là mình cài đặt auto như thế này để nó ra những món trang bị. Khi mà nó xuất hiện những cái chỉ số kháng ấy nữa thì anh em đi PK sẽ đỡ khổ hơn nha. Ok, nhiệm vụ rèn luyện tiếp. Ồ, có 3 vé à? Ngon đấy. Liên kích. Ồ, tấn công tăng lên cũng được. Rồi. Ây à. Đấy. Thế là ngon luôn. Lại giảm thêm được kha khá thời gian. 1 tiếng 10 phút liền. 3 ngày nữa thôi là mình lại có thể lên được tiên thủ cấp 12 rồi. Mà tính ra ngày nào mà cũng có bình được các kiểu như thế này auto chuột được á, thì có khi là chỉ tầm 2 ngày rưỡi thôi là có thể lên tiên thủ cấp 12 cho anh em nhá. Ok này. Trả giá thôi. Nhận luôn. À, có một món đồ mới. Tiệm bang này. Tiệm bang thì đủ 100 đào thì mua luôn. Cứ ưu tiên mua đào trước anh em ạ. Sau đấy thừa thì mới mua xong bình nha. Ôi 45k điểm lực chiến. Món đồ chí bảo luôn đấy chứ. Xin luôn tội gì. À. Đây. Nhàn rỗi tông môn đúng không? Rồi. Rồi. Xem có em nào xịn xò con bò hay không. Hết thể lực cả. Tập luyện. Kháng liên kích. Ô liên kích 4% này cũng được ấy. Em này thì sao? Bạo kích à? Ấy. Em này kháng choang. Đang choang nó mới đau như anh em. Thôi thế thôi. 1 2 3 tu luyện xem nào. Liên kích à? Ơ, cái chỉ số này tăng lên này. Hay luôn tội gì. Bổ sung thể lực chưa đủ. Có nào đủ 3 em thì mình sẽ bổ sung một lần nha. Rồi, độ kiêu của anh em ơi. Let's go. Đấy rồi. Tuyệt cả là vời luôn. Luyện hư tiên kỳ, luyện hư tiên kỳ. Chiu. Rồi, wow. Cầm em cá coi rồi anh em ạ. Đẹp thực sự luôn. Ok, thì hôm nay mình cũng đã hoàn thành xong cái mục tiêu là lên được luyện hư tiên kỳ rồi. Bây giờ chắc chắn là mình sẽ có thêm gọi là level sức mạnh các kiểu. Ui, có thêm gói à. Thôi nhưng mà gói này chúng tôi bỏ qua nha. Thì mình sẽ tiếp tục là chặt cây thôi để có thể gia tăng yêu lực nha. Yes, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo trong series Thầy Quốc ATM cùng với cả 500 anh em của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.